Các bạn đang muốn có thật là nhiều con Huy, hãy vào ngay shop tolokey.com. Khi mà chúng ta đăng ký tài khoản mới, các bạn sẽ nhận được con Huy hoàn toàn miễn phí nhá. Ở đây thì mình nhận được 302 con Huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link của shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Đây là bước tải mod trên kênh của mình nhé. Vì thời gian này mình đang khó khăn, chỉ mong các bạn bỏ ra 1 đến 2 phút ủng hộ mình bát mì sống qua ngày nên mình đổi sang link tải này. Biết là nó gây ức chế cho các bạn nhưng mong các bạn thông cảm cho mình. Nó là nguồn động lực to lớn để mình duy trì kênh đó. Đầu tiên bạn chọn skin mình muốn tải. Sau đó kéo xuống phần bình luận, mình sẽ để link tải dưới đó. Bạn nhấn vào link tải rồi nó sẽ hiện ra thế này thì bạn chọn mở bằng Chrome nhé. Nó sẽ mở cho mình một trang web thế này thì bạn làm theo các bước bên dưới đây. Mở một trang khác ra và tìm từ khóa ở bước số 2. Sau đó truy cập vào trang web mà nó để ở trong ảnh. Lưu ý là phải đúng trang web nhé. Rồi kéo xuống cuối trang web đó và nhấn vào nút lấy mã ngay. Bước này bạn chờ 60 giây rồi sao chép cái mã đó vào trang ban đầu nhé. Chúc bạn thành công.
Đây là bước dán mod dành cho skin này nhé. Đầu tiên bạn cần có ứng dụng Zachiever, bạn lên CH Play tải về nhé. Rồi giờ vào Zachiever, nhấn vào thanh trên cùng chọn tải về. Bạn tìm đến file mod mà bạn đã tải về, rồi nhấn vào nó chọn giải nén. Giải nén xong nó sẽ ra một folder như thế này. Bây giờ bạn vào folder đó. Bước này bạn lưu ý máy bạn là Android thì bạn nhấn vào folder Android nhé. Còn là iOS thì vào iOS. Dán mod cho iOS mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Sau khi vào folder Android bạn nhấn giữ vào folder files rồi chọn sao chép. Rồi nhấn vào cái thanh trên cùng. Chọn bộ nhớ thiết bị. Chọn Android. Chọn data. Chọn đến file của game có tên là com. Garena. Game KGVN. Rồi nhấn vào nút xanh lá cây ở dưới để dán nhé. Rồi bạn nhấn áp dụng cho tất cả rồi thay thế là được. Vậy là được rồi, chúc bạn thành công.